Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mạo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày kỷ mùi, tức can chi tương đồng, thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, quý xỉu, ất xỉu, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày mùi, lục hợp với ngọa, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh xỉu, ất xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao ngũ hợp, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao vạn vong hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao cô thần, 6 đối với cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây, mà các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem từ vi tuổi tí, Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tí mùi tương hại và đây có thể là nguyên nhân khiến cho cảm xúc của bà tuổi Tý thay đổi khá thất thường trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Tý, bạn thay đổi suy nghĩ của mình một cách quá nhanh chóng khiến cho những người xung quanh đôi khi không thể hiểu bạn đang nghĩ gì. Vấn đề trao đổi với đồng nghiệp cũng rơi vào thế bế tắc là vì thế. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan đe dọa, thái độ khó hiệu của bạn rất dễ để bạn vào tình huống, rắc rối, đắc tội với người khác. Và nếu đó là kẻ tiểu nhân, khi thù thì rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối to. Vì vậy với bạn tuổi Tý, hãy kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt bạn tuổi Tý nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành, thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng chẳng được như ý muốn. Con đường tình duyên của bạn cũng chịu nhiều tác động tiêu cực. Tình cảm vợ chồng không được như ý. Ai cũng mãi mê với thế giới riêng của mình, thiếu đi sự tương tác. Cho nên, mọi khi có vấn đề xảy ra, rất sẽ dẫn tới mâu thuẫn, tranh cãi với nhau và trong ngày này với bạn tuổi tí đang có điểm báo xuất hành không được thuận lợi, có sự va chạm, rối rắm, tranh chấp, thất lý và không có người giúp đỡ. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, cảm xúc thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa, tử vi tuổi bính tí thuộc mệnh thủy, vấn đề trao đổi với đồng nghiệp gặp nhiều bế tắc từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa rất dễ đắc tội với người khác vì thái độ không đúng mực của mình từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải kiểm soát cảm xúc để tránh va chạm với kẻ tiểu nhân từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình duyên ám đạm mối quan hệ vợ chồng phai nhạt dần đi và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi sửu trở nên rất dễ nóng nảy và gắt gỏng chỉ một chút vấn đề quản khuôn cũng có thể khiến cho bạn bùng nổ cho nên bạn cách xử lý công việc khá cực đoan bản mệnh dường như không thể kiềm chế lại được cơn nóng giận của mình Bù lại, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Sửu không ít những cơ hội kiếm tiền trong ngày hôm nay. Có thể nói về tình hình tài chính của bạn lúc này không khiến cho bạn băn khoăn, lo lắng như trước nữa. Và hơn nữa, trong thời gian này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng không có dự định mua sắm thêm bất cứ món đồ đắt tiền nào, cho nên chi phí cũng rất ổn định trong tầm kiểm soát của mình rồi lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này khiến cho tính cách của bạn thêm phần bướng bỉnh và cứng đầu gây trở ngại trong chuyện tình yêu lứa đôi trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng cương được đâu bạn tuổi sửu nhá đôi khi cần phải hòa nhã nhẹ nhàng nhún nhường một chút có như vậy tình yêu mới có cơ hội thăng hoa tiến thêm sự đột phá được về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim cảm xúc tiêu cực dễ trở nên nóng nảy gắt gỏng tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy xử lý công việc một cách cực đoan vì không kiềm chế được cơn nóng giận của mình tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa có không ít cơ hội kiếm tiền tài chính được rụng rỉnh tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ có khoản tích lũy ổn định giờ biết cách quản lý về việc chi tiêu tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc tình yêu lứa đôi trục trặc vì sự bướng bỉnh và cứng đầu. Và đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần, chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh và đây là cát thần giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần đang trên đà rộng mở. Quyền lực của bạn mệnh được củng cố, tạo dựng được lòng tin và sự đồng lòng trong tập thể rất có lợi cho bạn đang giữ chức vụ về quản lý, chủ quản nhé. Và ngày này với bà tuổi dần, đối với những bạn làm công ăn lương, dù là ngày Chủ nhật được nghỉ, nhưng rất có thể bạn sẽ phải tăng ca và bạn có dịp được khẳng định năng lực của bản thân mình. Các dự án trình lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt. Nếu làm tốt lần này, bạn có được cơ hội cải thiện thu nhập của mình, sẽ sớm thành hiện thực mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi dần cũng đang gặp ngày có màu khắc với thổ. Cái điều này khiến cho vận trình tình cảm của bạn xấu đi trông thấy. Với bà tuổi dần cần phải tiết chế cảm xúc của mình, tránh đem những suy nghĩ tiêu cực bên ngoài về tút giận lên đối phương để rồi phải tranh cãi, to tiếng với nhau. Còn đối với những bạn đang quản độc thân, có lẽ phải đưa ra quyết định đau lòng nào đó, mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn nữa rồi. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, các thần giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn được rộng mở. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, người làm quản lý được củng cố về quyền lực, tạo dựng được lòng tin. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, người làm công ăn lương được dịp khẳng định năng lực của bản thân. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có được cơ hội cải thiện thu nhập sẽ sớm thành hiện thực. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm giảm sút nên tiết chế về cảm xúc của mình. Về đánh giá của ba tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ của được vận quý nhân giúp đỡ cho nên với bà tuổi Mão trải qua một ngày khá nhẹ nhàng và thoải mái bà tuổi Mão nhanh chóng hoàn thành những công việc đơn giản trong tâm trạng hân hoan. Tuy nhiên, đối với những công việc phức tạp, bản mệnh cần phải giữ thái độ nghiêm túc, thận trọng hơn, tránh cả thèm, chóng chán. Trong ngày Chủ nhật này, bản mệnh tuổi mạo cũng có thể tạo ra được những ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh. Bạn hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân mình. Nhưng cũng đừng vì thế mà coi nhẹ những điểm quản yếu của mình, khắc phục được điểm yếu sẽ giúp cho bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Ngày này, bạn tuổi mạo lại đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở đối với những bạn đang quản độc thân, đừng có quá mại mê với công việc mà quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Bạn hãy sống thật chậm để cảm nhận những điều thú vị trong tình yêu và cuộc sống. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn có thể chủ động bày tỏa tình cảm của mình nữa bạn tuổi mạo nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nhanh chóng hoàn thành những công việc đơn giản trong tâm trạng hân hoan thoải mái tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa thái độ cả thèm chóng chán làm việc tùy hứng tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân mình nhưng không quên rằng khắc phục những điểm yếu tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đối với những bạn đang còn độc thân nên dành thêm thời gian tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, Tuất tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn trở nên để cho sự hiếu thắng, chia mở lý trí. Bởi ngày hôm nay với bạn tuổi thìn, có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, bất đồng với cấp tên. Vì vậy, bạn cần phải hết sức chú ý cái cách ăn nói của mình. Nếu như tự tin mình là người đúng, bạn hãy tranh luận một cách nhẹ nhàng và văn minh bạn tuổi thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang chịu tác động của thổ khí vượng cho nên bạn mệnh có sự cố chấp khó tính hơn hạn những ngày bình thường, khiến cho những người xung quanh khó có thể chịu được cái tính này của bạn. Thái độ gây hấn của bạn có thể khơi mào chiến tranh với nửa kia, khiến cho không khí gia đình càng thêm phần căng thẳng, ngọt ngạt. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn đang có điểm báo xuất hành có sự va chạm, cãi quả, thị phi, nghiệp khó thành, có sự sai sót về giấy tờ, không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay và ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa chớ nên để cho sự hiếu thắng chia mở lý trí tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ mâu thuẫn quan điểm với cấp trên, chú ý tới cách ăn nói của mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên tranh luận một cách nhẹ nhàng và văn minh. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim gây khó chịu với những người xung quanh vì sự cố chấp khó tính, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, không khí gia đình có phần căng thẳng, ngọt ngạt. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Xem vận tình ngày chủ nhật này với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ mất tiền hao của đang rình rập rất gần đến với bạn và khi có ý định mua sắm thứ gì với bạn tuổi tỵ cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng chớ có phung phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những thứ không xứng đáng ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày của họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ rất có thể có được một ngày yên tâm với con đường tình duyên của mình khi mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi bản mệnh may mắn khi luôn được những người xung quanh những người thân yêu và cả bạn đời của mình ủng hộ điều này khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều tâm sự với người nhà cũng là một trong những cách giúp cho bạn rút bỏ những áp lực trong cuộc sống. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm Tân Sửu Ngày này, thiêu hại thượng lạt ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đề phòng nguy cơ mất tiền hao của đang rình rập nên chi tiêu có kế hoạch tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi mua sắm để tránh thất thoát về tiền bạc tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tình duyên được suôn sẻ mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim may mắn khi luôn được gia đình ủng hộ con đường của bạn đã chọn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tâm sự với người nhà là một cách trút bộ áp lực trong ngày. Về đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ với tuổi ngọ chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 xem vận tình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành ngọ mùi nhị hợp cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu rất may mắn hưởng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu lứa đôi ngày hôm nay bạn tuổi ngọ trải qua bao nhiêu sóng gió đôi lứa lại càng thêm hiểu hơn về nhau mối quan hệ được khang khít như chẳng gì có thể chia cắt được hai bạn. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình từ những mối quan hệ xã hội mà bạn tưởng chừng như chẳng thể nào phát triển được thành tình yêu. Và khi duyên đã tới thì chẳng thể nào tránh thoát được. Vì vậy, với bạn tuổi ngọ, hãy hạnh phúc đón nhận những điều sắp tới bạn tuổi ngọ nhé. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ, công việc của bạn lại chẳng được suôn sẻ như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có tỷ kim án ngữ mang lại nhiều rắc rối cho bạn có lẽ bạn gặp phải tranh chấp với đồng nghiệp thậm chí là bạn bè thân thiết với mình và bạn tử ngọa đừng có vội thất vọng và trách móc vì mọi người không như ý mình bạn mệnh cũng cần phải xem lại bản thân mình nữa bạn tử Ngọ nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim may mắn hưởng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu lứa đôi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tình yêu lứa đôi thêm phần được khăng khít sau bao nhiêu sóng gió tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân tìm được tình yêu của đời mình trong các mối quan hệ xã giao tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp thậm chí là bạn bè thân thiết tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc trước khi trách móc người khác cũng nên xem lại bản thân mình. Và đánh giá của bạn tử ngoại trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thực thần chia chở, làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp với sự phát triển của bản thân mình, nhất là trong lĩnh vực làm giàu. Vận khí tốt lành, với bạn tuổi mùi, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc được trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tấn tới. Cái chuyện kinh doanh buôn bán cũng đang trên đà phát triển. Bạn mạnh tuổi mùi là người tài giỏi, thông minh, lại sống có tình nghĩa cho nên rất được lòng nhiều người, nhiều đối tác làm ăn. Cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy với bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Và dù có bất cứ ai nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đã đi rồi bạn sẽ thấy được kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình bạn tuổi mùi nhé. Tuy nhiên, dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi nữa, thì với bạn tuổi mùi cũng đừng quên hãy tìm cách cải thiện mối quan hệ với người thân để xóa nhòa những khoảng cách. Có thể hiện tại sự nghiệp của bạn đang là mối ưu tiên hàng đầu với bạn. Nhưng chắc chắn gia đình luôn là bến đỏ bình an và sẵn sàng giang tay chào đón bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho nên bạn cũng đừng xem nhẹ tình cảm gia đình. Và trong ngày này đối với bạn tuổi mùi có được nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính cho bản thân, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều được như ý. Vậy tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có được nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển bản thân, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy vận khí tốt lành, đi đâu cũng được người giúp đỡ. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đã đi, rồi bạn sẽ nhận lại kết quả xứng đáng. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, đừng quên tìm cách cải thiện mối quan hệ với những người thân yêu của mình để xóa nhòa khoảng cách và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân, Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân nhờ có chính tài nâng đỡ mà con đường làm ăn tài lộc của bạn trong ngày hôm nay được hành thông rộng mở tấn tới bất ngờ không chỉ thu nhập chính của bạn vượt mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể nhờ vậy với bạn tuổi thân có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải là căn kia quá nhiều như trước nữa hơn nữa trong mối quan hệ xã giao của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này cũng có được sự hữu hảo bền chặt tạo điều kiện để cho bạn có thể phát triển sự nghiệp công danh thu lại nhiều lợi ích bất ngờ và kể cả khi bạn đã đạt được mục đích của mình rồi thì cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn tuổi thân nhé để tránh người khác nghĩ rằng bạn là người qua cầu rút ván Ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang rất suôn sẻ đặc biệt là đối với những bạn nữ bất luận là bạn làm việc gì cũng đều nhận được sự ủng hộ từ chồng con và những người thân yêu còn đối với những bạn đang còn độc thân có thể cần phải mạnh dạn tiến thêm một bước nữa một lời tỏa tình chân thành biết đau là điều duy nhất quản thiếu để phá vỡ mối quan hệ mập mờ của cả hai hiện đang tồn tại về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy con đường làm ăn tài lộc nhanh chóng tấn tới bất ngờ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa thu nhập chính và các khoản thu nhập ngoài đều khá dồi dào tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải căn kia quá nhiều tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc các mối quan hệ xã giao ngày một hiệu hảo bền chặt tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chuyện tình cảm được suôn sẻ đặc biệt là đối với những bạn nữ và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi dậu tuổi tuất từ vị tuổi dậu chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài tụ khí chia chở cho vận trình sự nghiệp của bạn cho nên cái việc kinh doanh buôn bán của bạn tuổi dậu thêm phần được ổn định nhờ đó mà bạn mệnh có thể mạnh dạn không ngừng mở rộng quy mô đôi khi cần một chút mạo hiểm trong việc đầu tư sẽ giúp cho bạn thu được nhiều lợi nhuận lớn hơn tuy nhiên với bạn tuổi dậu nên thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác làm ăn mới để phòng bị lừa gạt Ngày này với bà Tứ Dậu cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh làm cho vận trình tình cảm của bạn đang có được sự hài hòa, tình yêu dạt dào. Một số bạn đang còn độc thân có được cơ hội chấm dứt tình trạng yêu đơn phương. Có lẽ tình cảm của bạn không phải chỉ xuất phát từ một chiều, người ấy cũng có cảm xúc tương tự, chỉ là ngại không nói ra mà thôi ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi trong ngày Chủ nhật này với bà tuổi thân, bạn đang gặp được nhiều sao tốt chiếu mệnh như là sao thiên hỷ, sao phúc sinh, sao minh đường hoàng đạo, sao tam hợp, sao ngũ hợp. Cho nên cái việc xây dựng, hợp tác làm ăn hay là xuất hành đi xa đều rất thuận lợi vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy sự nghiệp kinh doanh buôn bán thêm phần được ổn định mạnh dạn mở rộng quy mô tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên một chút mạo hiểm trong đầu tư sẽ thu được nhiều lợi nhuận lớn tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên thận trọng trong có mối quan hệ làm ăn mới hợp tác đề phòng bị lừa gạt tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc vận trình tình cảm có được sự hài hòa tình yêu giạt rào từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội chấm dứt tình trạng yêu đơn phương và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu xám quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dậu tuổi thìn Từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày cúc cục diện ngũ hành tới hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này có thể gây tác động xấu lên vận trình của bạn ngày hôm nay bản mệnh tuổi tuất dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp và rất có thể nguyên nhân đến từ những hiềm khích trước đó ấm ức tích tụ từ lâu chỉ đợi ngày bùng nổ mà thôi. Vì vậy với bà tuổi Tuất hãy cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết những mâu thuẫn này bạn nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này có thể gây cho bạn những họa thị phi cản trở những công việc mà bạn đang tiến hành thêm nữa xui xỉu bất ngờ giáng xuống cho nên với những kế hoạch hầu như bị đình trệ và rất có thể sẽ phải tiến hành lại từ đầu và trong ngày này với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn cần phải lưu ý tới những bệnh liên quan tới các vị trí như là lưng ngực phổi và có thể với những biểu hiện lúc này không đáng lo ngại. Nhưng bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe, nhất là các vị trí này khi có những biểu hiện lạ nên đi khám bác sĩ và chữa trị càng sớm càng tốt bạn tuổi tốt nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết những mâu thuẫn từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc điểm báo họa thị phi cản trở những công việc mà bạn đang tiến hành từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim với các kế hoạch hầu như bị đình trệ có thể phải tiến hành lại từ đầu từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chú ý các bệnh liên quan tới lưng ngực và phổi và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, của nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi máu mùi chia chở cho nên các mối quan hệ của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay được bạn bè yêu mến đồng nghiệp quý trọng người thân yêu thương đó là nhờ sự cẩn thận chỉnh chu của con người thật thà chân thành như bạn với bạn tuổi hợi trong ngày này đang có được vận đảo hoa khá vượng rất tốt cho những bạn đang còn độc thân trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình nhưng chưa chắc đã là may mắn đối với những bạn đã có gia đình rồi và rất có thể bản mệnh sẽ vướng vào mối quan hệ mập mờ cần phải giữ khoảng cách thích hợp với các đối tác đồng nghiệp khác giới để tránh phá vỡ hạnh phúc của mình đang có bạn tuổi hợi nhé trong công việc chính quan giận lối cho nên bản mệnh tuổi hợi sẽ gặp được quý nhân và quý nhân sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn được khởi sắc bản mệnh có thể chuẩn bị đón những tin vui ngoài mong đợi do những nỗ lực của bạn đã xây dựng từ trước đây và trong ngày này với bạn tuổi hợi bạn đang gặp được những sao tốt như là sao thiên hỷ phúc sinh sao minh đường hoàng đạo tam hợp ngũ hợp cho nên cái việc xây dựng tạo thác hay là xuất hành đi xa rất thuận lợi cho bạn trong ngày hôm nay. Bạn có được vận quý nhân giúp đỡ mọi việc được thông suốt, thi cử, ký kết hợp đồng cũng nhờ thế mà lợi thế hơn người. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ được tiến triển thuận lợi, đi đâu cũng được người yêu quý. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đào hoa vượng, tạo điều kiện cho những bạn đang còn độc thân, tìm kiếm một nửa cho mình. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Đối với những người đã có gia đình, cần phải giữ khoảng cách thích hợp với đồng nghiệp, đối tác khác giới. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, hạnh phúc gia đình có nguy cơ bị phá hoại do mối quan hệ ngoài luồng. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, gặp được quý nhân, giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn được khởi sắc. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xíu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.